Trước đó, kinh khủng 22 giờ đêm 29 tháng 10, người dân thôn Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc phát hiện nhỏ bé nờ tờ, mờ tờ, 8 tuổi, đứng khóc ven đường, quần dính nhiều vết máu nên đã báo công an thôn rồi đưa cháu đến trung tâm y tế huyện. Bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Phú Quốc cho biết, cháu tờ nhập viện cấp cứu giãn trong tình trạng tâm lý kinh khủng loạn, bộ phận sinh dục chảy nhiều máu do rắc rối phức tạp tầng sinh môn. Theo lời kể của nhỏ bé tờ, cháu đang học tại một trường tiểu học ở Phú Quốc, sau giờ học thì đi bán vé số phụ giúp gia đình. Tối 29 tháng 10, cháu tờ bán vé số ở khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì có một người nam nhi đi xe máy tiếp cận. Đối tượng nói mới trúng số được 10 tỷ đồng, muốn giúp gia đình nhỏ bé tờ, nên bảo cháu lên xe chở về nhà trọ. Khi đến khu vực đường vắng ngắt gần sân bay Phú Quốc, đối tượng đe dọa khống chế nhỏ bé tờ để hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, đối tượng còn cướp 1 triệu đồng bán vé số của tờ. Công an huyện Phú Quốc đang khẩn trương điều tra, làm rõ.